vậy? Rồi xem đi. Bà xã, đừng đi bậy lạc đường đó nha. Em đi chút thôi. Ôi nè, bà xã ở đây có nhiều trò hay lắm đó mà. Nè, coi nè, trò biểu diễn rắn đó nha, rất là hay á. Cái trò khỉ cũng hay nữa, biểu diễn võ nghệ cũng hay nữa, còn nhiều biểu diễn khác cũng hay nữa. Thì cả đừng đi chỗ khác mà. Ông xã, em thấy bên kia có bán đồ ăn, em thích mà em đi chút thôi. Vậy à? Em qua bên đó mua đồ, chút xíu thôi là em trở lại ngay. Em sẽ kiếm ăn. Cứ chừng lạc đường nha. Đây, thiệp mời đâu? Cái gì? Phải có thiệp mời chứ. Tôi đại phu mà. Là đại phu đó. Đại phu hả? Phải rồi, đại phu đi xem bệnh người ta, cần gì thiệp mời chứ. Được rồi, vô đi. Cảm ơn nha bạn Hiền, cảm ơn nha. Về chúc mừng nha. Cái gì? Nè, ta nghe nói hôm nay ngày đại hội võ lâm triển lãm toàn thể những vật báo và tất cả những món ăn quý giá nhất trên đời này. Nào là trân châu, ngọc báo nè, đồ quý trên đời này. Vậy thì phát tài rồi, có những món ăn chúng ta ăn vào được đại phước đại lợi nè, thân thể được bổ dưỡng, trường thọ bất lão, còn phát tài nữa. Phát tài hả? Đó chẳng qua là tuyên truyền của người ta thôi. Thấy tướng các ngươi không có ra cái gì hết đâu, thiệt là kỳ quá. Vậy hả? Còn ông? Xin chỉ giáo. Ủa, nếu ông là quan trong triều đình, chắc ông biết nhiều lắm hả? Xin ông mà chỉ giáo chúng tôi đi nha. Làm ơn chỉ giáo đi mà. Không có gì đâu, nếu tôi biết cái gì tôi sẽ chỉ cái đấy. Vậy à?
Tôi nghe lời của ông hả? Các vị bằng hữu, chào các vị. Đầu tiên xin mời các vị hãy coi quyển bí kíp Thiên Ngoại Phi Thiên. Đây là một bí quyết thất truyền hơn 1000 năm nay. Bây giờ xin các vị hãy chiêm ngưỡng đi. Sao chưa ra nữa? Đây là một dịp may hiếm có. Xin các vị hãy bình tĩnh và yên lặng để theo dõi những chi tiết trong quyển bí kíp Thiên Ngoại Phi Thiên, nghe không? Quý vị hãy yên lặng một chút, chủ tọa sẽ khai mạc rồi các vị cứ xem. Các vị sẽ gặp Thiên Ngoại Phi Thiên đó. Nhưng mà cái gì nó cũng có thể lệ của nó. Ở đây các vị đều là những người có võ công, đồng thời có người có vợ, có con. Sợ quá đi. Thiên Ngoại Phi Thiên tại sao như thế này? Tại sao cái thứ có gì quá vậy? Tại sao vậy? Đây là người giả. Không phải vậy đâu. Cứ giả ra coi đi. Biết ngay mà. Đúng vậy, biết đâu có đồ quý. Đừng có vội à, có chừng bị mắc bẫy đó nha. Có biết phân biệt báo vật hay không? Biết. Có chắc chắn là thành thật hay không? Thành thật mà, đừng có lo. Tôi phải dùng cái dao của tôi có được hay không hả? Hãy dừng tay lại. Ông biết cắt không vậy? Cần phải cắt ngay cái cổ trước, biết chưa? Theo ông nói vậy, ai cũng biết hết rồi. Ôi giời, xạo quá đi. Hay là ông làm đi. Nói thiệt cái này tôi cũng không rành đâu. Không rành đó. Cái gì mà nói tới nói lui hoài vậy á? Thiệt là nhắc nghe. Chụp vậy. Đừng có nhiều chuyện, để ta canh cho ngay cái đầu. Chờ chút. Nó là người giả dạng. Mày là người giả dạng hả mày? Sao kỳ vậy? Tại sao lại như vậy hả? Tại sao vậy? Là hắn bài ta đó, là hắn đó. Là người hả? Ta sẽ ăn thua đủ với người đó. Cho người chết đi. Tôi chết, mình bị bao vây rồi. Bị bao vây rồi kìa. Dừng lại. Thì ở đây là có âm mưu trước. Âm mưu trước. Được. Hôm nay ta phải đại khai sát giới mới được. Thiệt lợi hại nha. Nè, qua coi đi. Nè, qua coi kỹ đi nha. Nè, khoan nha, khoan nha. Ây chà, ta sẽ ra chiều bí truyền Dương Đồng Kích Tây, Điệu Hổ Ly Sơn, giữ cho chúng mày không còn mình giáp. Tiếp tục đi, đừng có lo. Có người thưởng thức đây mà. Tiếp tục đi. Yêu quái ở đâu vậy?